Đây là một cái kèn của con làm ra đây tất cả các bác. Ai các bác thấy cái suốt không? Suốt rất là chuyên nghiệp nha tất cả các bác. Lỗ nốt rất là chỉnh chu, thấu rất là mùi luôn. Thấu kèn bốp, kèn chiến, kèn ai, tất cả các loại kèn. Nhưng mà cái nghệ thuật thấu kèn là mình cũng phải có cái kỹ năng và mà mình phải nếm được cái cơ bản cũng như một cái bài trống nha tất cả các bác. Trống cũng vậy mà kèn cũng vậy. Cái suốt này thì các bác là miễn chê là ok, rất là tuyệt vời, thấu đủ kiểu. Cái nghệ thuật thấu kèn thì mình cũng phải có cái năng khiếu và có những cái cách chệ ngón, chệ hơ, chép lử, đá lử và thấu hơ. Thì con cũng lần lượt con cũng chia sẻ cho các bác nào mà mới hẹp thì để nếm bắt được cái nghệ thuật. Các bác nào mà thích cái kèn này thì hãy ai biết con, đây là một cái kèn. Kèn này thì thấu đa hệ. Các bác thấy không? Lên líu lên octa rất là ngọt ngào luôn, rất là truyền cảm luôn nha tất cả các bác. Nói chung là cái kèn này là rất là thấu đa hệ đủ kiểu. Các bác có thể là chơi một cái kèn này, chơi nhạc tăng vẫn được, nhạc cổ vẫn được, nhạc ai vẫn được, nhạc cúng, nhạc